Xin chào bạn, mình là Cường đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo, quận 1. Thì đứng bên cạnh Cường đây, bên phải là chiếc xe Ford Ranger Raptor màu xanh mới 2020. Và bên trái mình đây là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2 cầu Biturbo màu cam huyền thoại, cũng là 2020 luôn. Thì hôm nay Cường sẽ làm một cái video chia sẻ các bạn về thứ nhất là cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này. Và thứ hai là về cái khi nào thì các bạn nên mua chiếc xe Ford Ranger Raptor, còn khi nào thì các bạn chạy mua chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Và thứ ba, Cường muốn chia sẻ các bạn về cái cảm giác lái của hai chiếc xe này. Thì hai chiếc xe này Cường trải nghiệm cũng khá là nhiều rồi, thì Cường hiểu cũng tương đối là rõ rệt về hai chiếc xe này khi mà các bạn vận hành ở trong đường nội thành, cao tốc cũng như là đường địa hình, thì để xem coi nó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. Cường sẽ tư vấn cho các bạn cái dòng xe nào phù hợp nhất với các bạn. Không những chiếc xe đứng im mà Cường còn hiểu rõ chiếc xe khi nó chuyển động như thế nào, để đưa cho các bạn một cái sự lựa chọn và một cái tư vấn chính xác nhất có thể. Rồi, đầu tiên là mức giá đi. Cái mức giá đầu tiên đó là chiếc xe này đang có giá là 918 triệu. Còn bên phải cùng đây, chiếc xe này có mức giá là 1 tỷ 198 triệu. Hai chiếc xe này đang có chương trình ưu đãi cũng rất là nhiều, giảm tiền mặt, tặng combo phụ kiện, hoặc vừa giảm tiền mặt hoặc vừa giảm combo phụ kiện. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và báo giá một cách chính xác nhất. Và điều khác biệt thứ hai trên giá đó là chiếc xe Ford Ranger Raptor này được đóng thuế là 10%, còn chiếc xe Ford Ranger Wildtrak đóng thuế chỉ có 6% thôi, và nó có niên hạn là 25 năm, còn Raptor không có niên hạn. Đó là hai cái điểm khác biệt lớn nhất về cái mức giá. Thì hai con này tính sơ sơ nó chênh lệch nhau khoảng tầm 300 triệu đồng. 300 triệu đồng là một con số đáng kể để các bạn cân nhắc về cái việc lựa chọn chiếc xe nào. Còn nếu các bạn nào, thực ra cũng có những khách hàng họ yêu Raptor rồi, họ thích Raptor rồi, họ thích cái chất của Raptor, họ yêu con Raptor này, thì không phải là một cái vấn đề trong cái việc người ta đưa ra cái sự quyết định, bởi họ biết được, hiểu được cái giá trị của Raptor mang lại cho họ là cái gì. Thì đó là về cái mức giá. Còn thứ hai là về cái công nghệ đi. Mình sẽ liệt kê cho các bạn về hai cái cột công nghệ trên chiếc xe Ford Ranger Raptor này. Các bạn có thể tham khảo đó. Các bạn có thể thấy hai chiếc xe này nó về cái mặt công nghệ nó tương đương như nhau. Nó tương đương như nhau. Còn cái điểm khác biệt mới là cái điểm quan trọng trên hai chiếc xe này. Ở trên chiếc xe Ford Ranger Raptor sẽ được khác nhau bởi những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là về hệ thống treo. Hệ thống treo của con này là 4 phục hàng hiệu của Ford. Còn con này ở đằng trước vẫn là lò xo giảm chấn thủy lực, đằng sau là sử dụng nhíp. Đó là một sự khác biệt rất rất lớn. Thứ hai là ở trên mâm và lốp. Mâm con này tuy 17 inch, con này là 18 inch, nhưng về cái độ gai lốp và cái bảng lốp cũng như cái bề dày của lốp thì chiếc xe Ford Ranger Raptor này ăn đứt nó hơn hẳn chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Thứ ba là hệ thống lái. Chiếc xe này chỉ có một chế độ lái, còn chiếc xe này có tận 6 chế độ lái, hệ thống thích ứng đường địa hình. Thì vô đường địa hình nào, ví dụ như đường bùn lầy, bật chế độ đường bùn lầy, đường cát, bật chế độ cát, đường sỏi, bật chế độ sỏi. Nói chung là vô đường địa hình nào, bật chế độ đó là các bạn cứ việc lái xe như bình thường thôi, không cần phải quá gì đó là khó khăn. Đó là điểm khác biệt thứ ba. Điểm khác biệt thứ tư đó chính là về trên cái bệ bước này. Bệ bước bên tay phải của mình đây được đúc bằng gang nguyên khối cho cái độ chắc chắn cực kỳ cao. Còn bên phải đây là bệ bước bình thường, có một lớp nhựa và ở trong là lõi thép. Đó là điểm khác biệt thứ tư. Điểm khác biệt thứ năm lớn nhất đó là về nội thất. Nội thất trên chiếc xe Ford Ranger Raptor này được phối giữa da và da lộn. Còn chiếc xe này phối giữa da và da nỉ. Da và nỉ. Và cái form thiết kế của chiếc xe Ford Ranger Raptor ở phần nội thất nó cũng mang cái tính thể thao hơn. Nó ôm người lái hơn, cho người lái cái cảm giác trải nghiệm tốt hơn chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Và điểm khác biệt thứ sáu đó chính là về cái phần hệ thống lấy chuyển số trên chiếc xe Ford Ranger Raptor này. Trên Raptor được trang bị hai lấy chuyển số cộng trừ sau vô lăng. Còn bên phải mình đây không có lấy chuyển số cộng trừ, nhưng chúng ta sẽ có lấy chuyển số trên cần số, cộng trừ trên cần số. Đó là 6 cái điểm khác biệt rất lớn trên chiếc xe Ford Ranger Raptor này. Và điểm khác biệt thứ 7 đó chính là về phần ngoại thất. Ngoại thất thì các bạn có thể thấy hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Bên trái mình đây, chiếc xe Ford Ranger Wildtrak nó mang một cái khuynh hướng gì đó, nó mềm mại, nó uyển chuyển. Tức là bạn có thể dùng chiếc xe này đi trong phố cũng được,
đi đường địa hình cũng được, và chở hàng, chở những cái công việc đặc thù chuyên dùng của các bạn cũng được. Thì chiếc xe này ví dụ như các bạn là một người đàn ông trưởng thành, cái độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, thì các bạn lái chiếc xe này nó vẫn mang cho các bạn một cái đầm tính. Còn nếu các bạn là một doanh nhân trẻ tuổi mới 20, 25 tuổi thì chiếc xe này nó vẫn mang cho các bạn gì một cái chất gì đó nó trẻ trung và nó năng động. Còn bên trái mình đây là chiếc xe Ford Ranger Raptor, thì nó mang một cái ngôn ngữ thiết kế nó khác hẳn so với lại chiếc Wildtrak. Đó là những cái đường gân của nó và những cái ngôn ngữ thiết kế của nó đều rất là bệ vệ và nó to. Nó giúp cho chiếc xe nhìn tổng thể trở nên cứng cáp và nó mang một cái tính cá nhân hóa, một cái chất riêng gì đó. Các bạn có thể thấy ở cái phần vè này, ở trên Ford Ranger Wildtrak thì nó sẽ rất là mềm mại và nó ôm sát với thân xe. Còn ở bên này nó nhìn giống như là hai cái đùi gà nó bè ra, nó giúp cho chiếc xe rất là cơ bắp. Các bạn nhìn thấy phần vè và phần cản trước này và cái phần cản mặt ca lăng này khác biệt hoàn toàn. Còn cái cụm đèn trên hai chiếc xe này hoàn toàn giống nhau, sử dụng công nghệ như nhau luôn. Và ở dưới nắp capo này các bạn cũng có hai cái động cơ đều là biturbo 213 mã lực 500 Nm và hộp số tự động 10 cấp. Và một chút về cái sự khác biệt mà các bạn không để ý sẽ xong không nhìn thấy được, đó chính là cái vệt bánh xe của chiếc xe Ford Ranger Raptor này rộng hơn chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Mình nhớ không nhầm đó là nó rộng hơn khoảng 20 cm các bạn. Vệt bánh xe của chiếc này, tức là cái bề ngang của chiếc xe Ford Ranger Raptor này nó rộng hơn, tức là nó cho mình cái khả năng mà đi địa hình cũng như là ôm đường được tốt hơn. Và một điểm khác biệt thứ hai mà các bạn không để ý đó là về cái khoảng sáng gầm xe. Khoảng sáng gầm xe của chiếc xe Ford Ranger Raptor này cao hơn chiếc xe Ford Ranger Wildtrak, cụ thể là nó chênh nhau hình như là 2 cm các bạn. Con này là 280 và con này là 300 mm. Và điểm khác biệt tiếp theo đó chính là về cái khả năng lội nước. Khả năng lội nước của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này là 800 mm, còn chiếc xe Ford Ranger Raptor là 850 mm. Sau một hồi trao đổi về những cái điểm khác biệt cũng như giá tiền và những cái ngôn ngữ thiết kế và cái phần công năng công nghệ của nó, thì các bạn đã chọn được chiếc xe Ford Ranger Raptor hay Ford Ranger Wildtrak cho mình hơn. Thì mình đúc kết lại, nếu các bạn thích một chiếc xe gì đó thể hiện cái tính cá nhân hóa, thể hiện cái chất tôi của các bạn trong đó, và các bạn mê xe, các bạn thích cái cảm giác lái, và các bạn mua chiếc xe không những đơn thuần là phục vụ cho các bạn trong cái công việc cũng như di chuyển hàng ngày, mà nó phục vụ cho cái đam mê của các bạn, cái đam mê về cái cảm giác lái cũng như là trải nghiệm cũng như là cái khả năng khám phá những cái địa hình mới lạ ở Việt Nam, thì các bạn sẽ chọn chiếc xe Ford Ranger Raptor là một sự lựa chọn rất rất đáng đồng tiền. Tuy giá trong phân khúc bán tải nó giá nó hơi cao, nhưng bù lại các bạn xe không có niên hạn và cái cảm giác lái cực kỳ tốt. Thì ở cái phần cảm giác lái Cường sẽ chia sẻ cái phần sau để cho các bạn hiểu rõ về cái cảm giác lái giữa chiếc xe Ford Ranger Wildtrak và chiếc xe Ford Ranger Raptor nó sẽ như thế nào. Còn đối với chiếc xe Ford Ranger Wildtrak thì sao? Nếu các bạn lựa chọn một chiếc xe mà nó là bán tải nhưng nó cũng phục vụ cho các bạn đủ cái nhu cầu để các bạn đi lại, cái sự an toàn cũng như cái độ linh động cũng như là cái khả năng off-road chuyên nghiệp của chiếc xe này mang lại cho các bạn, và các bạn không thích cái gì đó nó sự quá phô trương và quá cầu kỳ cũng như là quá nổi bật, thì các bạn chọn chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Nó tạo cho các bạn một cái độ đầm, những điều mình vừa nói vừa rồi là giúp một phần cho các bạn để các bạn lựa chọn được chiếc xe của các bạn nó phù hợp hơn. Thì ngoài ra còn rất là nhiều cái yếu tố tác động vô, ví dụ như là thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, thì các bạn sẽ lựa chọn cái xe khác nhau. Thì những cái điều mình đánh giá vừa rồi chỉ mang tính chất chủ quan của mình, chỉ đưa ra thêm được vài ý cho các bạn để các bạn dễ lựa chọn hai chiếc xe này cho các bạn thôi. Và cái phần cuối cùng quan trọng nhất là cái phần cảm giác lái của hai chiếc xe này nó như thế nào. Thì mình không những mình hiểu chiếc xe khi nó đứng im mà còn mình còn hiểu chiếc xe khi nó chuyển động một thời gian dài. Thì những cái phần mình sắp chia sẻ đây là những cái cảm nhận được mà mình đúc kết được trong thời gian mình trải nghiệm hai chiếc xe này trong gần một năm trời. Thì đối với chiếc xe Ford Ranger Wildtrak và Raptor á, thì nếu mà di chuyển ở cái đường địa hình bình thường, tức là đi trong phố, đi nhẹ nhàng trong phố, thì các bạn sẽ khó cảm nhận được cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này. Nhưng có một điều về kích thước của chiếc xe này, nó to hơn chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Thì khi mà đi trong phố thì các bạn sẽ lái chiếc xe này, nếu các bạn không chuyên mà mới thì chiếc xe này nó cho các bạn một cái cảm giác nó hơi ngợp. Còn chiếc xe Ford Wildtrak này nó rất là linh, nó rất là lăn. Mình nói cái từ lăn đi, tại vì cái thiết kế của nó cũng như là cái kích
kích thước của nó cho mình một cái cảm giác vận hành khá là lanh khi mà đi trong phố. Còn về mà đi đường để còn khi mà đi trong phố leo ổ gà, ổ voi, ổ trâu luôn thì hai chiếc xe này cũng tương đương nhau. Mình không có cái cảm giác khác biệt khi mà mình leo ổ voi, ổ gà. Còn cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì hai chiếc xe này mình đánh giá là chiếc xe Ford Ranger quay chắc này nó tiết kiệm hơn một xíu thôi các bạn. Còn chiếc xe Ford Ranger Raptor này kiểu như nó hao hơn một xíu nhưng mà nó không đáng kể so với lại những cái chất lượng mà nó mang lại. Đó là về cái cảm giác sơ bộ khi mà các bạn đi trong phố. Còn cái điểm mà các bạn cảm nhận được rõ rệt nhất là khi các bạn phải vô đường địa hình. Khi mà đi vô đường địa hình thì chiếc xe Ford Ranger Raptor này nó cho các bạn cái cảm giác lái, cái trải nghiệm cực kỳ tốt. Khi mà đi qua những cái đường địa hình xấu, mấp mô liên tục thì bốn cái phục của Ford nó giúp cho chúng ta lướt qua những cái địa hình đó mà tạo cho cái cơ thể của mình nó không quá mệt mỏi. Cũng như là cái form ghế của chiếc xe này nó rất là ôm mình, thì qua những cái địa hình đó mình sóc liên tục thì cái chiếc xe này nó ôm người rất là tốt. Thì mình khi mà mình nếu mà mình vận hành trong cái điều kiện đường xá nó xấu liên tục thì chiếc xe Ford Raptor này chắc chắn nó sẽ mang cho các bạn một cái cảm giác thoải mái hơn. Còn chiếc xe Ford Raptor này, Ranger Wildtrak này thì nó cũng không kém, nó cũng nếu mà chiếc xe này mình đánh giá là 10, còn chiếc xe này mình sẽ cho nó là 8,5. Nó cũng không thua gì so với chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Còn nếu mà các bạn còn về cái phương diện là cái độ cách âm á, thì mình sẽ đánh giá như sau. Tuy chiếc xe này mình nhìn bằng mắt thường thì mình thấy cái bản lốp này nó nhỏ hơn nè, cái gai lốp của nó mau hơn nè, và cái chiếc xe này nó gai lốp của nó bự hơn, bản lốp của nó bự hơn, cái gai lốp của nó to hơn, thì mình sẽ có một cái cảm giác là chiếc xe này sẽ ồn hơn. Nhưng thực tế lại khác. Không hiểu tại sao khi mà mình chạy chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này, xin lỗi các bạn, Ford Ranger Raptor này, mình cảm giác được cái độ ồn của chiếc xe này nó ít hơn so với Ford Ranger Wildtrak. Mình không muốn nói là khác biệt ít mà mình nói là khác biệt nhiều luôn các bạn. Chiếc xe này chạy rất êm, rất êm luôn. Hầu như là các bạn không nghe được cái tiếng lốp nó vọng lên khoảng cách, cũng như là cái tiếng bụp 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 khi mà các bạn qua những cái ổ gà. Thì cái phục và cái lốp của chiếc xe Ford Ranger Raptor này nó cho mình cái cảm giác rất hài lòng, rất hài lòng luôn. Thì đó là lý do tại sao mà khi các bạn bỏ 300 triệu ra và chiếc xe này cũng đang làm mưa làm gió trong phân khúc của nó. Hiện tại nó chưa có đối thủ trong phân khúc của nó. Đó là về độ cách âm. Còn về cái độ bốc thì mình cảm thấy cái chiếc xe này nó nhẹ sang các bạn. Ngoài chắc này nó nhẹ thì cũng đúng thôi. Thứ nhất là về cái bản lốp, độ ma sát của nó ít hơn và cái trọng lượng của nó cũng nhẹ hơn, và nó được sinh ra để đi một cách bình thường. Còn chiếc xe này sinh ra để đi đường địa hình chuyên dụng. Còn một điều cũng rất là quan trọng là khi các bạn đi trong phố, đi bình thường trong phố, nhưng mà cái đường trong phố ví dụ như là nó cũng có ổ gà móc mô đi, thì nếu mà các bạn không chở hàng thì các bạn đi chiếc xe Ford Ranger quay chắc nó khi mà ngồi phía đằng sau á thì nó hơi tưng, tức là nó hơi tưng á. Nhưng mà chiếc xe Ford Ranger Raptor này nó cũng tưng nhưng mà nó tưng ít hơn. Thì đó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Cái kết cấu của cái trục sau của hai chiếc xe này đều là thiết kế để chở tải. Thì tất nhiên hai chiếc xe này khi mà mình không chở tải thì cái phần trục đằng sau nó sẽ hơi tưng, tại vì cái nhíp của nó và cái dàn chấn của nó và cái hệ thống treo của nó đằng sau thì nó sẽ cứng hơn. Cường đã chia sẻ cho các bạn về cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này, về cái mức giá này, về cái thiết kế này, về cái công nghệ này, cũng như là đặc biệt nhất là cái cảm giác lái. Thì mình hy vọng qua video này một phần nào đó giúp cho các bạn lựa chọn được hai chiếc xe này nó phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của các bạn hơn. Còn nếu các bạn thấy hai chiếc xe này có những cái gì khác biệt mà mình chưa kịp mình kể hết ra, các bạn hãy vui lòng comment ở bên dưới để mình tiếp thu ý kiến của các bạn, để mình bổ sung lên cái phần mô tả của video này, để cho những người xem sau họ có được cái nhìn khách quan và tổng quan nhất về hai chiếc xe này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Cường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ. Bye bye.